Rồi, xin gửi lời chào toàn thể anh em hội các bác trên toàn quốc. Hôm nay giới thiệu cho anh em mẫu hai con máy nhé. Hàng mới cho anh em nhé. Hàng con 67 đời gầm này. Đấy. Giá mình trên 4 triệu anh em nhé. Đấy, nó đầy đủ theo các phụ kiện là chế hòa khí, cổ hút, để cần đạp, cần số, nó hàng nguyên trong thùng anh em nhé. Đấy, mình nói rõ luôn. Đấy. Còn hàng anh em mua hàng anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại này. Cơ xe 67 luôn. Nha. Hàng ship COD. Đấy, hình thức thanh toán của mình là ship COD toàn quốc. Đấy. Anh em nhận hàng qua bưu điện nhé. Anh em chỉ cần ở nhà thôi là cũng có thể nhận được hàng. Đấy. Mình sẽ giới thiệu chi tiết một chút về con máy như này. Đấy. Con máy này là nó côn tay nhé. Côn tay 67 này rồi. Lắp cho 67. Còn cái đề nó ở gầm này. Lắp trực tiếp lên là anh em có thể lắp lên đấy, rất chỉ hay. Đấy. Còn để lắp nhớt đó, nhớt đó đây, quay chi tiết một chút cho anh em lắm được đấy. Mình bán này trên này cũng khá lâu rồi nên là hàng cũng khá là nhiều, không bao giờ thiếu cả. Anh em chỉ cần đặt hàng thôi là có hàng không đấy. Còn giới thiệu chi chút nó là lắp cho tất cả cái dòng xe 67 win Wayzim cũ win 4 số tròn 1 2 3 4. Đây anh em nhìn hiển thị 4 số tròn nhé. Đấy, công suất của nó là 124. Đấy. Hàng anh em yên tâm đến anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Được quyền kiểm tra hàng. Đấy, đấy là cái quyền của anh em. Đấy, giới thiệu một con thứ hai. Đó là cái lốc của nó, hôm nọ là mình thử thay cái lốc này sang. Cái lốc của nó giống lắp được tất cả dòng Honda nhé. Đấy. Điện 6 quận. Đấy, anh em lưu ý là điện 6 quận nhé. Cực sáng, đèn cực sáng luôn. Đấy. Còn con này là con máy 3 tiến một lùi. Đấy. Có thể lùi trực tiếp bằng nhông xích, hỗ trợ lùi tốt cho anh em là bị khuyết tật. Khuyết tật hoặc là cái xe anh em chế xe mà không muốn gắn cầu mà lùi bằng xích thì anh em có thể lắp con này. Đấy. Là nó có số lùi trực tiếp này. Đấy. Xong này. Đây là 123. Cái số của nó nhá, 123. Xong anh em trả mo lại 321, xong mo giữa nhá. Mo ở giữa xong rồi anh em lùi lại, lùi trực tiếp. Đấy, lùi trực tiếp nhông xích nhá. Đấy, chứ không phải là số móc 3 tiến một lùi nhá. Anh em lưu ý như vậy. Đấy. Còn con máy này sẽ rẻ hơn con này. Con này nó trên 4 triệu, con này trên 3 triệu một chút. Đấy, hơn 3 triệu nhá. Mình không báo giá công khai tại vì có rất nhiều anh em bán nên là mình cũng không để cái giá công khai được. Đấy, anh em thông cảm. Tất cả các dòng nó là 124 anh em nhá. Lưu ý 124 cm khối. Đấy, còn anh em lưu ý con 3 tiếng một lùi này giống máy con xe cúp ấy, nhưng mà nó không cần khởi động tại vì trong máy nó có số lùi rồi nên nó không lắp được cần khởi động nhá. Đấy, lưu ý rất đặc biệt đấy, như vậy. Đấy, đầu nhôm, lòng gang. Động cơ máy lằn. Đấy. Côn hàng mới, tất cả hàng mới anh em nhá. Anh em chỉ có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình sẽ đặt hàng, mình sẽ gửi hàng ship COD. Còn anh em nhớ đăng ký kênh, nút đăng ký kênh của mình dưới, anh em nhớ đăng ký kênh của mình nha. Anh em 4011 nhá, thiếu cái số 1 này. Đấy. Hơi khó một chút, quên mình không ấy được, nó mất số 1. Rồi, chào tất cả anh em nhá. Anh em có nhu cầu alo trực tiếp cho mình nhá. Rồi, chào tất cả anh em.